Xin chào cả anh em, trong chủ đề video ngày hôm nay mình tiếp tục chia sẻ đến với anh em một chiếc laptop nữa đến từ Asus. Và cái nhân vật chính ngay trước mặt mình đây là Asus VivoBook S14 OLED. Tuy nhiên nó không phải là phiên bản sử dụng nền tảng của Intel hay là nền tảng AMD Ryzen cũ, mà đây là chiếc laptop sử dụng nền tảng AMD Ryzen AI 300 series mới nhất. Và nếu như mà anh em có coi cái video của mình trên tin tới cái đây vài ngày, mình chia sẻ với anh em về cái chiếc Zephyrus G16, nó cũng sở hữu một cái vi xử lý y chang như chiếc máy này luôn, nhưng mà cái mức giá nó lên đến là 82 triệu, thì có lẽ là nhiều anh em sẽ cảm thấy ngại. Tuy nhiên thì cái chiếc máy này nó lại chỉ có mức giá chưa đến một nửa so với lại chiếc Zephyrus G16 kia. Cái mức giá của chiếc Asus VivoBook S14 OLED này nó sẽ chỉ đâu đó khoảng tầm 34 triệu đồng mà thôi. Và chúng ta sẽ có một con CPU y chang, chúng ta sẽ có 32GB RAM và 1TB SSD. Vậy thì cái chiếc máy này nó đem lại cho mình những trải nghiệm thế nào trong một tuần qua mình sử dụng nó, thì mình sẽ chia sẻ với anh em ngay trong video dưới đây ha. Với chiếc Asus VivoBook S14 OLED này thì nó là một cái phiên bản có thể nói là thu gọn hơn một chút xíu nữa của chiếc VivoBook S15. Với cái cá nhân mình nha, thì khi mà mình sử dụng chiếc VivoBook S14 này thì mình có một cái suy nghĩ rằng là vì sao Asus họ lại không trang bị cái con chip đó là Snapdragon X Elite cho cái phiên bản S14 và AMD Ryzen AI 300 series cho S15, mà nó lại đổi vị trí cho nhau như vậy. Và bây giờ thì cả hai cái dòng máy này nó đều về đến thị trường Việt Nam và nó đều được phân phối chính hãng tại thị trường chúng ta. Thôi thì cái đó thì nó sẽ thuộc về cái chính sách cũng như là thuộc về cái cách mà Asus họ phân bố cái sản phẩm. Thì bây giờ quay trở lại với chiếc máy này, chúng ta có một con APU rất là mạnh ở bên trong một cái chiếc máy có cái cân nặng chưa đến 1,4 kg và nó dày chưa đến 1,4 cm. Có lẽ là anh em sẽ nghĩ rằng là cái chiếc máy này khi mà sử dụng AMD Ryzen AI 9 HX370 thì nó sẽ bị cái hiện tượng đó là quá nhiệt, và nó sẽ bị cái hiện tượng đó là hiệu năng nó sẽ bị tụt giảm, đúng không? Bởi vì rõ ràng là cùng con APU này ở trên chiếc Zephyrus G16 có thể ăn lên đến là 80W điện. Tuy nhiên thì ở trên VivoBook S14 thì Asus đã giới hạn lại cái công suất tiêu thụ điện của con APU này, nó sẽ chỉ ăn đâu đó tối đa khoảng tầm 55W mà thôi. Và rõ ràng là nếu mà chúng ta xét về hiệu năng của cùng một con chip trên hai cái form factor khác nhau thì rõ ràng là VivoBook S14 nó có cái hiệu năng chưa bằng được Zephyrus G16. Nhưng mà khi chúng ta xét trong một cái khía cạnh, đó là một chiếc Ultrabook để phục vụ cho cái nhu cầu công việc, văn phòng, học tập và giải trí cơ bản đó, thì con APU này nó vẫn rất là mạnh mẽ, vẫn vô cùng mạnh luôn. Và cái nhiệt độ mà khi mà mình cho nó chạy full tải ở trên chiếc máy này thì nó sẽ chỉ rơi đâu đó khoảng tầm 92 độ C cho CPU mà thôi, 92 độ C. Và đó là khi mà mình thiết lập cái chế độ đó là chế độ ngưng hết tất cả cái hiệu năng và cái quạt tản nhiệt nó sẽ hoạt động ở cái ngưỡng tối đa luôn, thì nó sẽ hơi ồn một chút xíu. Còn khi mà mình chạy cái chế độ standard thì nó vẫn ăn lên đến là 55W, tuy nhiên nó sẽ ổn định ở cái mức đó là khoảng 35W. Và đó là khi mình cắm sạc nha. Còn khi mà chúng ta không cắm sạc á thì cái chiếc máy này, cái con APU này nó vẫn rất tiết kiệm điện. Nói tóm lại thì khi mà anh em cần một cái hệ mạnh mẽ, nó vẫn rất là mạnh mẽ. Còn khi mà anh em muốn tiết kiệm, nó vẫn rất là tiết kiệm. Trên cái nền tảng AMD Ryzen AI 300 series mới này với kiến trúc Gen 5 thì nó có rất nhiều cái sự thay đổi so với lại những thế hệ kiến trúc Gen trước đây. Để nói về cái kiến trúc Gen 5 này cũng như là những cái sự thay đổi của AMD cho cái thế hệ APU mới nhất này thì nó rất là dài, thì mình sẽ chia sẻ với anh em chi tiết hơn ở trong cái bài viết của mình, thì link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Còn ở trong cái video này thì mình sẽ chỉ nói về cái sức mạnh của nó, thì thực sự là nó mạnh hơn so với là những cái thế hệ trước khá là nhiều ở trên cùng một cái công suất tiêu thụ điện và trên cùng một cái form factor như thế này. Đây không phải là lần đầu Asus họ làm những cái chiếc máy có kích thước màn hình là 14 inch và trang bị cái con chip của AMD. Trước đây thì đã có khá là nhiều rồi, và cứ sau mỗi cái thế hệ chip mới thì cái sức mạnh của nó, cái hiệu năng nó sẽ được cải thiện hơn, và cái công suất tiêu điện của nó sẽ cùng, một là sẽ giữ nguyên như vậy, hai là sẽ giảm xuống nhưng mà hiệu năng nó sẽ không giảm. Thì đó chính là một trong những cái sự cải tiến mạnh mẽ của AMD Ryzen AI 300 series. Thì với cái thế hệ AMD mới năm nay, chúng ta sẽ không có những cái dòng ví dụ như là HX, HS, H hay là dòng thường nữa. Chúng ta sẽ chỉ có một là HX, hai là non-HX. Thì với cái chiếc máy này, nó trang bị đó là con chip HX series, tức là nó sẽ có một cái xung nhiệt cao hơn, một cái hiệu năng mạnh mẽ hơn so với lại dòng bình thường.
thì đó chính là cái hiệu năng về CPU. Và khi mà chúng ta nói đến những cái thế hệ chip AMD Ryzen mới thì chúng ta, đặc biệt là với cái dòng AI 300 series này, thì chúng ta không thể không nói đến đó là GPU của nó cũng như là về cái NPU. Thì GPU AMD Radeon 890M nó sử dụng cái kiến trúc là RDNA 3.5 mới. Và thực sự khi mà nói đến GPU tích hợp ở trên một con chip xử lý thì AMD lúc nào họ cũng làm tốt hơn so với lại đối thủ ở bên độ xanh hết. Và thực tế rằng là những cái chiếc máy mà anh em thấy rằng lại gọi là những cái chiếc handheld gaming á, tức là những chiếc máy tính chơi game cầm tay á, thì đa phần đều sẽ sử dụng nền tảng của AMD hết. Và bản thân Asus họ cũng có một chiếc máy như vậy, đó là chiếc LG Ally X. Thì với cái hiệu năng của Radeon 890M ở trên cả VivoBook S14 lẫn với chiếc LG Ally X đó, thì chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ một sự nghi ngờ nào về cái khả năng chơi game hết. Dĩ nhiên là nếu mà chúng ta so với lại một cái GPU rời thì nó sẽ không bằng. Tuy nhiên thì với một cái chiếc GPU tích hợp ở bên trong một con chip thì Radeon 890M thực sự là nó làm rất tốt với cái việc là chúng ta chơi game ở độ phân giải đó là Full HD hoặc là HD với cái mức setting từ lâu cho đến là Medium. Thì mình đã test qua một số cái tựa game trên cái chiếc máy này rồi thì cái con số FPS của nó thì thực sự là mình không có bất kỳ một sự đòi hỏi nào hơn hết. Đặc biệt là với cái màn hình của chiếc VivoBook S14 này, nó là một màn hình có độ phân giải rất là cao và nó là tấm nền OLED nữa. Cho nên là cái hiệu năng chơi game của nó trên chiếc máy này thì nó hoàn toàn là phù hợp cho một cái thân hình và một cái trang bị như thế này. Và nói đến NPU thì năm nay NPU ở trên AMD Ryzen 9 ARX 370 thì chúng ta sẽ có một cái kiến trúc mới, đó là XDNA. Và ở trên chiếc máy này thì mình đã có thử test một cái phần mềm, đó là phần mềm chúng ta có thể tạo hình bằng Stable Diffusion với những cái model, và nó sẽ tận dụng một phần cái NPU của con chip AMD Ryzen mới này để nó hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc là tạo hình. Dĩ nhiên là nó vẫn sẽ chủ yếu dựa vào GPU và CPU. Tuy nhiên thì với cái việc mà nó có thể tận dụng được cái nhân NPU ở trên cái con chip mới này thì chúng ta sẽ có thể khai thác cái chiếc máy này, cái phần cứng của nó một cách cụ thể hơn và một cách triệt để hơn. Và bên cạnh đó thì nhờ vào cái dung lượng RAM dồi dào, đó là 32GB LPDDR5X cùng với lại 1TB SSD, và chúng ta sẽ có thêm một khe mở rộng SSD nữa nha, tức là chúng ta sẽ có thể nâng cấp cái chiếc máy này tối đa lên đến là 2TB SSD lận. Thì rõ ràng là cái nhu cầu, ví dụ như là anh em mua chiếc máy này về hoặc là anh em dùng chiếc máy này cho những nhu cầu văn phòng, những nhu cầu học tập làm việc rất là cơ bản, thậm chí là chúng ta có thể chơi vài cái tựa game nhẹ nhàng, thì cái chiếc máy này nó vẫn rất là dư dả để cho đáp ứng được cho anh em cái nhu cầu đó. Thì với chiếc máy này chúng ta sẽ có hai quạt tản nhiệt và nó hoạt động khá là hiệu quả. Khi mà mình bật cái chế độ full speed ở trên cái phần mềm thì quạt đồng ý là nó khá là ổn, tuy nhiên thì cái nhiệt độ của nó sẽ chỉ ở ngưỡng khoảng tầm sấp xỉ 90 độ C thôi. 90 độ C cho một con APU 55W thì thực sự là cái hệ thống tản nhiệt này nó hoạt động khá là hiệu quả. Thì đó là chính là về hiệu năng cũng như là về tản nhiệt và nhiệt độ ở trên chiếc VivoBook S14 này, thì thực sự là mình rất là hài lòng về cái trải nghiệm và hiệu năng của nó. Với những cái nhu cầu công việc bình thường của mình thì cái chiếc máy này nó đáp ứng hoàn toàn tốt. Đi về những cái yếu tố khác ngoài cái hiệu năng của nó đi, thì mình muốn chia sẻ với anh em về cái thiết kế cũng như là cái build quality của VivoBook S14. Thì thực sự á, nếu như mà anh em đã và đang dùng cái dòng VivoBook S của Asus từ trước đến nay thì anh sẽ đều hiểu rằng là nó sẽ có một cái thiết kế tương đối là trẻ trung, tương đối là hiện đại. Thì với chiếc VivoBook S14 này, như mình nói nãy, nó như là một chiếc S15 thu nhỏ, cho nên là từ cái chất lượng build cho đến những cái vật liệu sử dụng và cái thiết kế tổng thể bên ngoài thì nó khá là giống so với lại chiếc VivoBook S15. Tuy nhiên thì nó vẫn sẽ có một vài điểm mà mình nghĩ rằng là cái chiếc máy này nó làm tốt hơn. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái thân hình nó gọn hơn một chút xíu nè. Chúng ta sẽ có cái màn hình tỷ lệ 16:10. Chúng ta sẽ có một cái độ mỏng và một cái cân nặng rất là lý tưởng cho cái việc là chúng ta mang đi mang lại. Nói chung là cái tính di động của nó sẽ cao. Rồi cái build quality thì mình thấy rằng là nó chắc chắn hơn một chút xíu so với lại chiếc VivoBook S15. Tại vì cái chiếc VivoBook S15 thì nó sẽ bị flex ở cái phần khung bàn phím, nhưng mà với VivoBook S14 này thì nó sẽ giảm bớt đi được cái tình trạng đó, bởi vì cái thân máy của nó, cái khung máy của nó nhỏ gọn hơn một chút xíu. Cho nên là Asus họ có thể gia cố thêm cho cái chiếc máy này để cho nó có thể chắc chắn hơn. Về cái phần bản lề thì cái phần bản lề này là cái phần bản lề khá là chắc chắn. Ở trên chiếc VivoBook S14 mình hoàn toàn có thể mở một tay và mình có thể mở ra một cái góc đó là 180 độ cũng được luôn. Trên phía màn hình thì chúng ta sẽ có một cái webcam với cái độ phân giải là Full HD và nó hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt qua video Hello, và nó sẽ có một cái thanh gạt để anh em có thể gạt cái che camera lại để đảm bảo được cái quyền riêng tư. Về phần bàn phím và cái phần touchpad
Thì trước tiên là bàn phím đi, thì chúng ta sẽ có một cái bàn phím layout vẫn rất là giống những cái dòng VivoBook trước đây. Và nó chỉ khác một chỗ đó là bây giờ chúng ta sẽ có cái nút Copilot ở bên phải để chúng ta có thể gọi nhanh cái trợ lý ảo mà thôi. Còn lại về cái cảm giác gõ nè, về hành trình phím, về tất cả mọi thứ thì nó đều đem cho mình cái sự hài lòng. Nói chung là nó sẽ giống tương tự như thế hệ trước thôi. Có một cái điểm khá thú vị đó là cái LED bàn phím trên chiếc máy này đó là LED RGB. Thì nó cũng là một trong những cái điểm nhấn. Nếu mà anh em không thích LED trắng, nó đơn điệu quá, thì anh em có thể chỉnh sang những cái màu sắc khác để cho nó có thêm cái sự hứng khởi khi mà anh em sử dụng máy. Rồi xuống dưới phần touchpad thì mình sẽ vừa có điểm hài lòng mà mình vừa có điểm không hài lòng. Nói về hài lòng trước đi, thì nó sẽ có một diện tích rất là lớn so với lại một chiếc laptop 14 inch. Mà nói chung là cái touchpad của Windows thì bây giờ nó đã cải thiện hơn xưa rất là nhiều rồi, về khả năng tracking nè, về khả năng di chuột nè. Tuy nhiên thì nó vẫn là một cái touchpad phủ nhựa, tức là nó phải là phủ kính, cho nên là nó khá là rít tay. Nếu mà cái này mà nó phủ kính thì nó sẽ tuyệt vời hơn nữa. Còn cái cơ chế click chuột thì vẫn là cái cơ chế click key truyền thống hai bên trái phải thôi. Về cổng kết nối chúng ta vẫn rất là đầy đủ. Bên phải chúng ta sẽ có hai cổng USB 5G, ở bên trái chúng ta sẽ có hai cổng USB-C giao thức USB 4 với cái tốc độ là 40G, và chúng ta sẽ có HDMI jack 3.5, một cái khe thẻ microSD. Nói chung là cổng kết nối thì đầy đủ. Thì Asus họ dùng cái tấm nền Lumina OLED cho cái chiếc máy này với cái độ phân giải rất là cao là 2.8K và tốc độ âm từ là 120Hz. Và mới kiểm tra qua thì cái tấm nền của chiếc máy này được cung cấp bởi Samsung và nó có chất lượng thì rất là tốt. Tất cả những cái dải màu của nó, tất cả những cái thông số của nó đều rất là tốt cho cái phần cúp tầm giá này. Và anh em hoàn toàn có thể dùng cái màn hình này cho rất là nhiều những cái nhu cầu khác nhau, từ làm việc, giải trí cho đến là kể cả thiết kế đồ họa nữa. Và độ sáng của nó thì cũng xấp xỉ đó đó khoảng tầm 500 nits cho cái độ sáng HDR. Còn độ sáng SDR bình thường thì nó sẽ đâu đó hơn 350 nits một chút xíu. Thì mình thực sự hài lòng về thời lượng dùng pin của chiếc máy này. Và nói chung là từ hôm bữa đến giờ mình đã trải nghiệm qua hai chiếc laptop sử dụng nền tảng AMD Ryzen AI 300 series mới, và chiếc máy nào nó cũng đem lại cho mình một cái thời lượng dùng pin rất là tốt, rất là ấn tượng. Từ trước đến nay thì mình không nghĩ rằng là một chiếc laptop sử dụng nền tảng x86 nó lại có thể được cải thiện về pin nhiều như vậy. Hồi đầu năm thì mình đã trải nghiệm cũng một chiếc Asus luôn, là ZenBook S14 OLED. Nó sử dụng nền tảng Intel Core Ultra và nó có thời lượng pin rất tốt, đó là 7 tiếng. Còn với chiếc máy này với dung lượng pin là 75 Wh thì mình cũng đạt được cái con số đó là xấp xỉ gần 7 tiếng on screen ở trên chiếc VivoBook S14. Còn với chiếc Zephyrus G16 là một chiếc laptop gaming, nó có một cái hiệu năng rất là mạnh mẽ, ăn rất là nhiều điện, nhưng mà nó cũng giúp cho mình có thể dùng được trong khoảng đâu đó gần 6 tiếng đồng hồ. Thì rõ ràng là tính đến thời điểm này thì những cái con chip AMD Ryzen AI 300 series rõ ràng là nó được tối ưu không chỉ về hiệu năng mà nó còn được tối ưu về điện năng tiêu thụ nữa. Thành ra là những chiếc laptop sở hữu cái nền tảng này nó đều được cải thiện về cái thời lượng dùng pin so với lại cái nền tảng tiền nhiệm. Với Intel Lunar Lake thì chúng ta vẫn chưa được trải nghiệm, cho nên chúng ta vẫn chưa biết được rằng là cái thời lượng dùng pin nó có cải thiện hơn so với lại Intel Core Ultra, tức là Media Lake của đầu năm hay không. Thì chúng ta sẽ đợi có máy để chúng ta có thể test. Còn ở đây thực tế thì với AMD Ryzen AI 300 series thì chúng ta đã có một cái sự cải thiện về cái thời lượng dùng pin rồi. Nó sẽ chưa tiện cận được với nền tảng ARM đâu, nhưng mà với con số là gần 7 tiếng, sắp xỉ gần 7 tiếng thì mình nghĩ rằng là nó cũng rất là ok cho một cái ngày làm việc của chúng ta. Và nó sẽ được tiết kiệm, và không chỉ đến từ cái hiệu năng, không chỉ đến từ con chip mà đến từ màn hình nữa. Với cái màn hình OLED thì nếu mà chúng ta sử dụng cái theme, đó là theme màu đen trên Windows 11 thì mình nghĩ rằng là nó sẽ còn tiết kiệm hơn được nữa. Ok, thì tóm lại, trong khoảng một tuần mình dùng chiếc laptop này thì thực sự là đây là một chiếc laptop mà mình nghĩ rằng là rất là đáng để anh em có thể cân nhắc sở hữu trong cái thời điểm này. Bởi vì tất cả những cái trang bị của Asus dành cho chiếc máy này, từ phần hiệu năng cho đến phần tản nhiệt cho đến màn hình cho đến thời lượng dùng pin thì nó đều rất là tốt. Tức là cái phần ngoại hình của chiếc máy này đôi khi nó sẽ cảm thấy nó hơi đơn điệu một chút xíu, và cái build quality chắc chắn là nó sẽ không thể nào so với lại dòng ZenBook được. Tuy nhiên thì với những cái yếu tố khác thì mình nghĩ rằng là nếu như mà anh em đang tìm một cái chiếc máy mà nó vừa đáp ứng được cho anh em nhu cầu trong cái việc học tập, trong cái công việc và giải trí, thậm chí là cả sáng tạo nội dung nữa, thì đây là một trong những chiếc máy mà mình rất là khuyến khích anh em nên trải nghiệm thử. Bởi vì thực sự là với cái nền tảng AMD Ryzen AI 300 series mới, nó cải thiện rất là nhiều thứ so với lại cái thế hệ tiền nhiệm.
Và anh em thì thường là anh em luôn có một cảm tình đặc biệt với lại chiếc laptop cho em đi, thì anh em hãy tin mình, hãy ra cửa hàng trải nghiệm thử cái chiếc máy này và cảm nhận được phần nào những cái mình nói. Ok, thì đó là cái chia sẻ của mình về Asus VivoBook S14 OLED. Thì cá nhân anh em nghĩ sao về chiếc máy này, anh em hãy để lại ở phía bên dưới nha. Và nếu như hãy quên like, share và subscribe kênh YouTube của Tinh Tế. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.